Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những anh em hiệp sĩ thời đầu của FPC Bình Dương, những anh em hiệp sĩ tham gia phòng chống tội phạm từ mấy chục năm về trước, các cô chú anh chị. Thank you.